Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh Brand Work Group Việt Nam Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa danh nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, đó chính là làng hoa Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc nằm trong xã Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, bên bờ sông Tiền, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng, là xứ sở của hàng trăm ngàn loài hoa. Đến với làng hoa Sa Đéc vào mùa hoa nở rộ, khoảng gần Tết âm lịch, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục với muôn ngàn loài hoa phe sắc nhuộm thắm cả làng hoa. Thời điểm tham quan làng hoa Sa Đéc thường vào tháng 12 âm lịch là thời gian ở Sa Đéc nở rộ. Đây là thời điểm làng hoa Sa Đéc đẹp nhất và sôi động nhất vì vào mùa thu hoạch chính trong năm. Bạn nên đi du lịch Sa Đéc vào dịp đầu tháng 12 âm lịch và cho tới trước 23 tháng chạp, vì sau đó hoa sẽ được thu hoạch chuyển đi để phục vụ nhu cầu hoa Tết. Hàng năm làng hoa Sa Đéc thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan check-in và chiêm ngưỡng hàng ngàn loại hoa phe sắc. Sau đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng các loại hoa phe sắc được chụp tại làng hoa Sa Đéc. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.